Người phóng khoáng sợ lời, ông trời sẽ không bao giờ ngược đãi. Có thể trở thành một người phóng khoáng sợ lời toàn diện không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu có thể làm được, vậy thì tầm nhìn và thế giới của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Phóng khoáng là khí chất, là sự khoan dung, là một biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm bên trong. Sự phóng khoáng không phải đẻ ra là đã có, mà nó là cái khí chất dần dần được nuôi dưỡng sau khi đã nếm mùi đời. Là thái độ của một người đối với nhân tình thế thái, là một biểu hiện tự nhiên trong khí chất con người, có muốn giả vờ cũng không thể giả vờ ra được. Phóng khoáng là nói năng sợ lời nhưng vẫn có chừng mực, là thái độ ôn hòa không gấp gáp cũng không buông thả. Lúc không ra tay sẽ đứng im như khúc gỗ, lúc nên ra tay sẽ khiến người khác phải trố mắt nhìn. Người phóng khoáng tư tưởng mở luôn có thể nhìn nhận vấn đề ở một tầng cao hơn, khiến người khác cảm thấy nể, giống như một cuốn sách hay vậy, khiến người ta rung động tới tận tâm can. Nhìn thế nào cũng không thấy buồn tẻ vô vị, một khi đã mở ra đọc rồi là sẽ không thể ngừng lại được. Phóng khoáng là một kiểu điềm đạm thản nhiên, xem tiền bạc danh vọng là gió thoảng qua tai, trong lòng ắt có ánh trăng sáng riêng. Khi đứng thì đường đường chính chính, con ngã cũng vẫn ngẩng cao đầu. Cái gì đã qua thì không níu kéo, khi từ bỏ không hề do dự. Khi theo đuổi sẽ luôn hết mình, chưa đạt được sẽ không dừng lại. Muốn giàu hãy sống phóng khoáng. Người giàu thường keo kiệt, hay người keo kiệt sẽ giàu? Chúng ta thường nghe những câu chuyện về những kẻ trọc phú keo kiệt, bùn xỉn, bóc lột dân nghèo, trả công cho người làm rẻ mạt. Và ta tin, nhờ kỳ bò kẻ xỉn vậy nên những kẻ ấy mới giàu. Và nhiều người mặc định, muốn giàu có phải hết sức tiết kiệm, phải sống như kẹo kéo. Rồi chúng ta nghe, tỷ phú đô la nào đó đi về máy bay giá rẻ, xài ô tô hạng xoàng, ăn mặc giản dị, chúng ta lại càng tin rằng nhờ thế mà ông ấy giàu. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không chỉ ở mức thu nhập mà còn ở cách họ quản lý đồng tiền. Những người nghèo thường nghĩ rằng tiết kiệm là một cách tốt nhất để trở nên giàu có. Trong khi người giàu khẳng định muốn giàu có bạn phải biết cách tiêu tiền thông minh để tiền đẻ ra tiền. Những người tiết kiệm quá mức sẽ khó làm giàu. Các bạn nhớ nhé, khó chứ không phải là không thể. Tất nhiên, tiết kiệm khác với kẻ xỉn kỳ bo. Nhưng kể cả tiết kiệm, nếu không phải vì lối sống giản dị tự nhiên, mà vì ý thức muốn giữ của, muốn để dành, muốn ăn chắc mặc bền, muốn thủ thế, sẽ là một trong những yếu tố cản trở con đường làm giàu. Tiết kiệm đương nhiên là một đức tính tốt, nó giúp ta sống an toàn vừa đủ, tránh được rủi ro nợ nần phá sản. Nhưng nếu tiết kiệm quá mức, thì sẽ chẳng dám làm gì cho ra hồn. Chẳng dám giao du, mua sắm, chiêu đãi bạn bè, tiếp khách, tạo dựng quan hệ, và đương nhiên cũng chẳng dám làm giàu. Tiết kiệm từng đồng bạn kiếm được không thể giúp bạn đạt được mục tiêu mơ ước. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có một cách tiết kiệm tiền là từ bỏ cuộc sống xã hội để giảm tối đa những chi phí không cần thiết. Không có vấn đề gì với phương pháp này, tuy nhiên bạn sẽ phải khá khổ sở để từ chối lời mời từ bạn bè và nó chỉ là một cách ngắn hạn. Nếu chỉ tiết kiệm, số tài sản bạn có thể tích lũy không thể tăng lên. Lúc đó, cuộc sống của bạn sẽ bị vây quanh bởi sự tù túng và khảm khổ. Hãy suy nghĩ, liệu bạn có thể ở nhà và không bao giờ đi ra ngoài? Mục tiêu là tương lai tiết kiệm từng đồng không phải một cách hiệu quả. Điều quan trọng hơn là việc sử dụng đồng tiền để đầu tư có thể giúp bạn kiếm được nhiều hơn. Có thể bạn đang nghĩ, đầu tư chỉ dành cho những người giỏi kinh doanh và biết tính toán. Điều đó là chưa đủ, bởi mọi người đều có thể trở thành một chuyên gia đầu tư. Điều bạn cần làm là có một cái nhìn sâu sắc để xác định được khi nào bạn nên chi tiền để đầu tư và khi nào nên tiết kiệm. Khởi nghiệp mà tiết kiệm quá cũng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Không dám đầu tư mua sắm phương tiện công cụ, không dám trả lương cho người giỏi, không dám thuê mặt bằng đẹp, không dám thuê thiết kế mà tự mày mò thiết kế. Hệ quả là khởi nghiệp mãi, chẳng cất cánh nổi, cứ khởi đi khởi lại hoài. Những người sống phóng khoáng dễ làm giàu hơn, đương nhiên phóng khoáng khác với ăn chơi phung phí. Phóng khoáng là dám chi dám mở hầu bao, kể cả khi hầu bao của mình chẳng lấy gì làm nhiều.
Phóng khoáng là nghĩ đến phần lợi cho người khác nhiều hơn phần lợi cho riêng mình, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt để giữ uy tín, duy trì mối quan hệ và nhờ thế mới càng ngày có nhiều khách hàng và đối tác. Tôi từng quen nhiều người, tuy chẳng khá giả gì nhưng vẫn phóng khoáng trong từng cuộc vui với bạn bè, không để ai phải thiệt. Những người ấy sau 5-10 năm gặp lại, thấy ai cũng khá giả, có người thành doanh nhân, doanh chủ thành đạt. Còn những người kỳ bò, keo kiệt và khôn lỏi quá, sau nhiều năm gặp lại vẫn chẳng khá gì hơn, và vẫn cứ kỳ bò, kẹt xỉn, và vẫn khôn lỏi như ngày nào. Khái niệm cho đi trước, tiết kiệm sau và chi tiêu cuối cùng đã được nhiều ấn phẩm tài chính đề cập tới trong nhiều năm qua. Trên thực tế, đó là lời khuyên tốt nhất về tiền bạc mà mọi người, nhất là những người có quyết tâm làm giàu nên ghi nhớ và tuân theo. Lời khuyên cung cấp cho chúng ta cách cân bằng giữa sự hào phóng với người khác và việc đạt được các mục tiêu tài chính của riêng mình để sau đó thoải mái tận hưởng cuộc sống. Sự hào phóng có nghĩa là sẵn sàng cho đi những giá trị khác nhau đối với những người khác nhau. Một số người tập trung vào việc quyên góp từ thiện thường xuyên, trong khi những người khác có thể chỉ thỉnh thoảng gửi đi một phần thu nhập cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh, thậm chí là giúp đỡ bạn bè, người thân khi cần. Một số người cho đi số tiền lớn, trong khi những người khác cho đi bất cứ thứ gì họ có thể. Không có định nghĩa đúng hay sai khi cho đi thứ gì, miễn là nó được thực hiện với một trái tim trong sáng. Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều nếu tất cả chúng ta dành chút thời gian để suy nghĩ và làm nhiều hơn cho người khác. Cam kết cống hiến trước hết sẽ giúp bạn và gia đình giữ quan điểm tích cực về cuộc sống. Hơn nữa, khi bạn giúp đỡ người khác, thì những điều tốt đẹp sẽ trở lại và thậm chí nhiều người còn cho rằng chúng ta sẽ không thể thực sự làm giàu nếu không biết cách cho đi. Dẫu biết rằng việc cho đi luôn mang ý nghĩa tốt đẹp và việc tiết kiệm là yêu cầu bắt buộc để cân bằng cuộc sống, nhưng tất cả chúng ta vẫn phải cố gắng cân bằng các nhiệm vụ đó với việc chi tiêu và tận hưởng cuộc sống. Ngày mai không hứa hẹn với bất cứ ai, vì vậy điều quan trọng là tất cả chúng ta hãy sống hết mình mỗi ngày. Dù là ưu tiên cuối cùng trong quá trình cho đi, tiết kiệm và chi tiêu, nhưng việc mua những thứ bạn thích hay chi nhiều tiền cho những món đồ chất lượng cần thiết vẫn cần phải được tiến hành thường xuyên. Điều này giúp cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn và bạn cũng sẽ cảm thấy hài lòng hơn với chính mình. Có một lưu ý quan trọng là bạn chỉ nên mua những thứ thực sự cần thiết và quan trọng. Chẳng hạn như đồ đạc cần dùng trong nhà, thực phẩm lành mạnh, kỳ nghỉ cho gia đình hay các chương trình rèn luyện sức khỏe. Để làm giàu thì trước hết, bạn cần phải xác định những ưu tiên về tiền bạc trong cuộc sống. Chi tiêu và tiết kiệm đều quan trọng, nhưng việc cho đi cũng cần thiết không kém. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là khi nghe qua bài viết này, chúng ta hãy sống phóng khoáng lên một chút. Cho đời nhiều thì đời sẽ cho lại chúng ta nhiều hơn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian quý báu của mình để theo dõi bài viết này. Hãy để lại lời bình luận mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và những lời khuyên và những lời đóng góp của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy bài viết này thực sự mang lại giá trị, các bạn hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.